Vâng, xin kính chào tất cả quý khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng của đồ gỗ Nội Thất Chiến Văn bên em. Hôm nay cơ sở bên em vừa hoàn thiện xong bộ sơn thủy chất liệu là gỗ hương đá gồm 10 món nhé. Một đoàn dài 4 ghế đơn, một bàn lớn 2 bàn kẹp và 2 chiếc đôn ngồi ạ. Vừa lại bên em là bộ hàng khuôn 4 ván 2 chân là chân 12 quý vị nhé. Sau đây em xin đi vào chi tiết là của bộ sản phẩm này cũng như là kích thước này cũng như là giá của nó để xem là nó có phù hợp với không gian của nhà mình không. Và bộ này bên em thì đã có chủ nhân rồi ạ. Anh khách mà ở trên Thái Bình là anh có về bên em đặt đây 1 tháng rồi, và bây giờ trước khi xếp lên xe giao về với gia đình anh thì bên em có quay lại cho quý vị cùng xem. Đấy, để cho những ai cần thì liên hệ qua sở chúng em để đặt hàng nhé. Vâng, trước mắt quý vị đây là chiếc bản dài này. Chiếc bản dài này bên em có kích thước là dài 2m37, sâu là 70 phân, cao từ mặt đất đỉnh chân là 1m17 quý vị nhé. Đấy, hàng khuôn tranh là 4 phân, ván mặt là dày 2 phân, không hề chấp kép này. Ván vách này bên em làm dày 2 phân quý vị nhé. Xương này là xương 5 này. Đây, toàn bộ xương này là dày 5 phân nhé. Đấy. Đấy, ván vách là dày 2 phân liền, không hề chấp kép này. Công việc được tuyển chọn quý vị nhé. Phân tranh là dày 4 phân nhé, yếm 4 phân này. Mặt ván này liền 1 tấm. Phân ra toàn bộ tự nhiên. Cần cực tuyển chọn luôn ạ. Bên đá thì bên em yếm là bên em làm dày 4 phân vậy nhé. Chân là chân 12. Rất là đẹp luôn ạ. Chiếc mình sao. Đấy. Và trước như mà sau quý vị nhé. Ván tay cực đẹp luôn. Vâng, tiếp đến là 4 chiếc ghế đơn. Bốn chiếc ghế đơn này bên em có kích thước là dài 97 phân, sâu là sâu 70 phân, cao từ mặt đất lên đỉnh chân là 1m17 ạ. Khuôn tranh là dày 4 phân quý vị nhé. Khuôn tranh dày 4 phân, ván mặt 2 phân, yếm 4 phân ạ. Xương là xương 5. Và vách này bên em là dày 2 phân này. Đấy. Đây là chiếc ghế đơn thứ 2. Vâng, cực cần chọn vung PUM70 chống xước nhé. Đều màu sơn là hiện đại nhất như bây giờ ấy ạ. Đây, đây là 2 chiếc ghế đơn này. Đấy, 2 chiếc ghế đơn này cũng có cùng kích thước với cái chiếc ghế đơn kia cũ nhé. Hàng vân ra cực tuyển chọn. Đây, xem mặt trước cũng như mặt sau nhé. Sơn đều màu luôn. Vâng, mà tiếp đến là chiếc bàn lớn ạ. Chiếc bàn lớn này bên em có kích thước là dài 1m57, rộng là 1m07 quý vị nhé. Bàn này bên em cũng làm khuôn là 4 phân này, mặt ván này dày 2 phân, đặc biệt là mặt ván này bên em làm liền 1 tấm này. Đấy. Những bộ sản phẩm khác thì mặt ván to như thế này thì sẽ là làm chấp để cho giá thành nó giảm đi. Nhưng với bộ này là bên em làm liền. Đây quý vị nhé. Làm liền 1 tấm không hề chấp nét. Đấy. Để mà làm liền được cái mặt này thì mặt ván của nó sẽ phải rất là to ạ. Bàn này thì bên em còn làm 2 ngăn kéo hai bên quý vị nhá. Để quý vị để cho thuốc. Yếm này dày 4 phân, chân là chân 12. Đấy. Và tiếp đến hai chiếc đơn kẹp. Hai chiếc đơn kẹp này bên em kích thước là dài 60 phân. Rộng là rộng 40 phân. Khuôn tranh dày 4 phân, ván mặt dày 2 phân. Đấy. Hai chiếc đơn này bên em còn đều còn làm 2 ngăn kéo này. Quý vị để che thuốc rất tiện lợi luôn. Đôn này mình để giữa hai ghế. Vâng, và sau cùng là hai chiếc đơn ngồi này. Hai chiếc đơn ngồi này có kích thước là vuông 40 phân quý vị nhé. Phân tranh của nó cũng dày 4 phân, ván mặt dày 2 phân. Vân vân được tuyển chọn. Em xin được review lại bộ sản phẩm này quý vị xem. Bộ này là bộ sơn thủy chất liệu là gỗ hương đá, chân là chân 12, hàng khuôn 4 ván 2, gồm 10 món quý vị nhé. Hàng này bên em xin báo với giá công khai là 65 triệu. Vâng, chỉ 65 triệu thôi thì các quý vị có thể sở hữu một bộ bàn ghế 10 món phù hợp với không gian nhà mình. Thì bộ này bên em thường kê vào diện tích tầm khoảng 35 đến 40 mét đổ ra quý vị nhé. Nếu mà ai cảm thấy nó phù hợp với nhu cầu, phù hợp với diện tích ở phòng khách nhà mình thì vui lòng liên hệ qua sở đồ gỗ bên em.
Sườn núi gỗ nội thất Chuyến Lăn bên em ạ. Số điện thoại 0962 834 279, cơ sở em ở Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Em xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý vị qua những video tiếp theo ạ.